Kính thưa quý vị, chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung chính như sau. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết việc chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga đã bắt đầu. Ủy ban châu Âu tiếp tục kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thiết lập hòa bình ở Ukraine. Phần Lan sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 109 triệu euro. Thành công của Ukraine với hệ thống tên lửa phòng không Patriot khiến ngũ giác đài sửng sốt. Hà Lan thu giữ đất thuộc sở hữu của con rể cũ của Vladimir Putin. Hàn Quốc phóng tên lửa không gian tự chế tạo đưa vệ tinh vào khí đảo. Phân tích, Liên minh AUKUS có tác dụng gian đe quân sự lớn nhất đối với Bắc Kinh. Tất cả nội dung sẽ được đề cập chi tiết ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu, như thường lệ sẽ là các chuyển động mới nhất xoay quanh chiến sự tại Đông Âu. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm xác nhận rằng việc chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga sang Belarus đã bắt đầu, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS. Nga đã ký một thỏa thuận với đồng minh thân cận Belarus trước đó vào thứ Năm về việc lưu trữ các đầu đạn hạt nhân tại một cơ sở đặc biệt sẽ được hoàn thành chỉ sau hơn một tháng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được cất giữ ở Belarus kế hoạch khai triển hạt nhân của Nga ở Belarus, kế hoạch khai triển hạt nhân đầu tiên của Moscow bên ngoài biên giới nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, đã được Vladimir Putin công bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước vào ngày 25 tháng 3. Tổng thống Nga đã nói rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm leo thang chống lại Nga. Chính phủ Mỹ tin rằng Nga có khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật, bao gồm bom đầu đạn cho tên lửa tầm ngắn và đạn pháo. Ủy ban châu Âu ngày 25 tháng 5 đã tiếp tục kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thiết lập hòa bình ở Ukraine, theo Reuters. EU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, EU mong đợi Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đóng vai trò xây dựng và nhắc lại sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ bằng cách rút khỏi vô điều kiện tất cả các lực lượng và thiết bị quân sự từ toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Tuần trước, Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu và cựu đại sứ tại Nga, đã đến thăm Ukraine và gặp Volodymyr Zelensky trong chuyến công du châu Âu mà Bắc Kinh coi là nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị. Ông Lý Huy sẽ đến thăm Nga vào ngày 26 tháng 5. Ở một diễn biến khác, Andriy Emak, người đứng đầu văn phòng tổng thống, đưa ký post dẫn lời cho biết Phần Lan sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 109 triệu euro, bao gồm đạn dược và vũ khí phòng không, Andriy Emak nói. Phần Lan cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu giúp Ukraine tự vệ trên chiến trường, gửi xe tăng Leopard hỗ trợ chiến đấu cho Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn người đồng cấp Phần Lan Sauli Ninisto về gói quân sự mà ông nói là rất cần thiết trên chiến trường. Zelensky cho biết trong một tweet, Tôi cảm ơn Phần Lan và cá nhân Tổng thống Ninisto vì đã nhanh chóng thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi đã đạt được ở Helsinki. Gói hỗ trợ quốc phòng thứ 16 dành cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược là rất cần thiết trên chiến trường. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Theo một nhà phân tích quân sự, thành công của Ukraine với các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong cuộc chiến với Nga đã khiến ngũ giác đài sửng sốt. Ivan Kirichevsky, một chuyên gia người Ukraine tại Công ty Tư vấn và Truyền thông Quân sự Defense Express, đã cân nhắc về việc ký sử dụng hệ thống tên lửa tiên tiến trong một cuộc phỏng vấn với đài NV của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu hệ thống phòng thủ quan trọng trong nhiều tháng trước khi nó được cung cấp. Vào tháng 10 năm 2022, Washington đã đồng ý gửi cho ký các hệ thống tên lửa Patriot có thể nhắm mục tiêu máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Zelensky cho biết họ có thể giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư. Đức và Hà Lan cũng cam kết gửi hệ thống Patriot tới Ukraine. Ukraine hiện có hai trong số các hệ thống phòng không được thiết lập trong nước. Kirichevsky nói, Mỹ đã suy nghĩ rất lâu, thảo luận nhiều về việc có nên cung cấp cho chúng tôi hệ thống Patriot hay không. Nhưng hóa ra lực lượng phòng không của chúng tôi đã khiến ngũ giác đài sửng sốt với những màn đáp trả hiệu quả trước các cuộc không kích bằng tên lửa của Nga. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên mặt đất là tên lửa đất đối không tiên tiến nhất mà Washington cung cấp cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Với tầm bắn hơn 65 dặm, nó có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc chiến thuật. Ukraine đã sử dụng các hệ thống tinh vi để chống lại làn sóng tấn công tên lửa từ Nga. Một chỉ huy lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram vào ngày 6 tháng 5 rằng quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga ở Kyiv. Nga trước đây đã cảnh báo rằng việc chuyển giao các hệ thống này cho Ukraine có thể làm leo thang xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào tháng 12 năm ngoái rằng tất cả các vũ khí do các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của Nga. Bà nói với các phóng viên, chúng tôi muốn nhắc với các bạn rằng tất cả vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và sẽ bị phá hủy hoặc thu giữ như đất nước chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố. Theo các quan chức Mỹ, một cuộc tấn công bằng tên lửa gần ký vào ngày 16 tháng 5 đã gây ra thiệt hại nhỏ cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga, các công tố viên Hà Lan đã tịch thu một khu đất gần Amsterdam thuộc sở hữu của con rể cũ của Tổng thống Vladimir Putin theo một cuộc điều tra chung của báo Guardian và hai tổ chức truyền thông khác. Lô đất ở Duvenrecht thuộc sở hữu của Joris Fasen, một doanh nhân người Hà Lan đã kết hôn với Maria Vorosova, con gái lớn của Tổng thống Nga. Các tài liệu địa chính của Hà Lan cho thấy lô đất đã bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra hình sự. Theo luật sư Helen Over vụ bắt giữ cho thấy Fasen có khả năng là mục tiêu của một cuộc điều tra, mặc dù lý do chính xác của vụ bắt giữ không thể được xác định chắc chắn từ các tài liệu công khai. Các công tố viên Hà Lan không bình luận về lý do thu giữ hay liệu Fasen có đang bị điều tra hay không. Fasen sống ở Moscow, được cho là đã phải đối mặt với sự thẩm vấn của chính quyền tại sân bay Schiphol khi bay đến Hà Lan gần đây. Theo báo cáo, Faisen bị nghi ngờ trốn lệch trừng phạt và bị tịch thu máy tính sách tay và điện thoại di động khi đến Hà Lan. Faisen sau đó đã quay trở lại Moscow. Cả hai cô con gái lớn của Putin, Maria và Katerina, đều bị thêm vào danh sách trừng phạt của EU và Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Fasen kết hôn với Vronsova vào năm 2008, nhưng cặp đôi được cho là đã ly hôn. Theo truyền thông Nga, cặp đôi này có với nhau một cậu con trai 10 tuổi. Hàn Quốc phóng tên lửa không gian tự chế tạo, đưa vệ tinh vào quỹ đảo. Reuters đưa tin, Hàn Quốc đã phóng tên lửa không gian tự chế tạo, đưa vệ tinh vào quỹ đảo hôm thứ Năm ngày 25 tháng 5. Đây được xem là bước đột phá trong tham vọng cạnh tranh trong cuộc đua vũ trụ với các nước láng giềng châu Á. Tên lửa Nuri phóng lên từ trung tâm vũ trụ Naro, ven biển miền nam Hàn Quốc trong lần phóng thứ ba sau khi có trục trặc kỹ thuật, khiến việc phóng bị hủy bỏ một ngày trước đó. Bộ trưởng khoa học Lê Dông Hồ cho hay, trong số 8 vệ tinh được tên lửa mang lên, vệ tinh thương mại chính đã liên lạc với một trạm cơ sở ở Nam Cực sau khi tách thành công khỏi tên lửa. Tổng thống Un Suk-won nói rằng vụ phóng này đưa Hàn Quốc vào danh sách 7 quốc gia hàng đầu đã đưa các vệ tinh sản xuất nội địa lên quỹ đạo bằng các phương tiện phóng không gian được chế tạo trong nước. Vụ phóng ngày 25 tháng 5 được thiết kế để lần đầu tiên đặt một vệ tinh thương mại lên tên lửa. Sau cuộc thử thứ hai hồi tháng 6 năm ngoái, đã đưa thành công các vệ tinh giả vào quỹ đạo. Nuri là một trong các kế hoạch đầy tham vọng của Hàn Quốc nhằm khởi động chương trình không gian non trẻ và thúc đẩy tiến bộ về mạng 6G. Vệ tinh do thám và thậm chí cả tàu thăm dò mặt trăng Seoul cũng có kế hoạch phóng vệ tinh quân sự, nhưng họ loại trừ việc sử dụng Nuri làm vũ khí dưới bất cứ hình thức nào. Phân tích, Liên minh AUKUS có tác dụng gian đe quân sự lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để ngăn chặn sự bành trướng quyền lực toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các quốc gia trên thế giới đã thành lập các tổ chức khác nhau, chẳng hạn như đối thoại tứ giác an ninh hay còn gọi là bộ tứ quát, thỏa thuận phòng thủ năm cường quốc FPDA. Tuy nhiên, Nhà phân tích quốc phòng cấp cao Derek Grossman tại Rand Corporation tin rằng không nhóm nào trong số đó có thể sánh được với khả năng kiềm chế Bắc Kinh như Liên minh quân sự AUKUS. Cả đây, chuyên gia quốc phòng cấp cao Grossman đã đăng một bài báo trên trang web Chính sách đối ngoại, trong đó phân tích vai trò và tác động của Liên minh AUKUS. Ông tin rằng AUKUS có nhiều ảnh hưởng đến cán cân quân sự khu vực hơn bất kỳ tổ chức đa phương nào khác. Đó là một siêu liên minh thực sự độc đáo có thể ngăn chặn và đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm tàng. AUKUS bao gồm các chữ viết tắt của Úc, AU, Vương quốc Anh, UK và Hoa Kỳ, US. Đây là một thỏa thuận được ba quốc gia này cùng công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2001. Nội dung của thỏa thuận chủ yếu liên quan đến việc Vương quốc Anh và Hoa Kỳ hỗ trợ Úc xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân để đối phó với các hành động khiêu khích liên tục của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các vùng biển toàn cầu. Vào tháng 3 năm nay, AUKUS đã công bố kế hoạch mới nhất của mình là điều động nhân viên Úc đến các căn cứ công nghiệp tàu ngầm ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ để đào tạo. AUKUS tập trung vào hợp tác sâu rộng và dân đe quân sự độc đáo. Tuy nhiên, chương trình tàu ngầm không phải là toàn bộ thỏa thuận AUKUS và ba nước thành viên tập trung vào việc hiện đại hóa khả năng dân đe quân sự nhằm đánh bại quân đội Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai. Chuyên gia quốc phòng cấp cao Grossman chỉ ra rằng Chương trình tàu ngầm chỉ là một phần trong nỗ lực của ba nước nhằm chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và tăng cường hợp tác an ninh. Các bước tiếp theo có thể bao gồm việc khai triển các nền tảng có khả năng hạt nhân của Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy bay ném bom chiến lược, tới Úc và hợp tác về tên lửa siêu thanh, hoạt động mạng, điện toán lượng tử và các lĩnh vực khác. Ông nói, tất cả những điều này có thể mang lại cho AUKUS nhiều ảnh hưởng hơn đối với cán cân quân sự khu vực so với bất kỳ tổ chức đa phương nào khác, bao gồm Bộ Tứ Quát, gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc hay thỏa thuận phòng thủ năm cường quốc FPDA được hình thành giữa Úc, Anh, Malaysia, New Zealand và Singapore. Theo quan điểm của ông Grossman, AUKUS thực sự là một liên minh quân sự đa quốc gia duy nhất ở chỗ, nó là liên minh duy nhất tập trung vào việc hợp tác với nhau, tăng cường và hiện đại hóa khả năng quân sự của các thành viên, chủ yếu để ngăn chặn tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẵn sàng đánh bại quân đội Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhìn chung ủng hộ AUKUS. Trước một liên minh quân sự quốc tế hùng mạnh như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc ba nước thành viên của AUKUS là có hành vi bá quyền và cảnh báo không nên đi theo con đường nguy hiểm này. Ngày 18 tháng 5, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, ông Tiếu Thiên, một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng với chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của AUKUS, đề án quan hệ đối tác an ninh giữa ba nước Hoa Kỳ, Úc và Anh. Ông nói rằng bản thân AUKUS không phải là một ý tưởng hay, tàu ngầm hạt nhân thậm chí còn tệ hơn. Nhà phân tích quốc phòng cấp cao Derek Grossman tại Rand Corporation nhận thấy rằng kể từ khi AUKUS được thành lập, ngoại trừ Nga, Triều Tiên và Myanmar, những chính phủ đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, các quốc gia ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hoặc bày tỏ sự ủng hộ hoặc tránh phản đối công khai đối với AUKUS. Do đó, ông Grossman phân tích rằng các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có mối quan tâm rộng rãi và đa dạng về việc xây dựng quân đội, tăng trưởng quyền lực và ngăn chặn ý đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu vực. Ngoài ra, họ cũng báo trước khả năng của AUKUS trong việc hình thành một lực lượng gian đe trong thời bình với nhiều đồng minh và đối tác hơn. Ông Grossman tin rằng Nhật Bản là một đồng minh trung thành của AUKUS. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Úc Anthony Albanese vào tháng 3 rằng AUKUS sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Ngoài ra, Đài Loan và Philippines đã bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ của họ đối với AUKUS. Ông Grossman tin rằng Đài Loan có thể hy vọng AUKUS tăng tốc và tăng cường hợp tác quốc phòng để Đài Loan có thể tối đa hóa tác dụng răn đe hoặc sử dụng hiệu quả của AUKUS trong các cuộc xung đột trong tương lai. Đối với Philippines, quốc gia đang phải đối mặt với áp lực hàng ngày từ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp, thì AUKUS là một sự bổ sung hữu ích cho cấu trúc an ninh khu vực. Trong khi Hàn Quốc chưa kịp bình luận về AUKUS, chuyên gia quốc phòng cấp cao Grossman tin rằng Seoul có thể thay đổi quyết định sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Các cuộc thăm dò ở Hàn Quốc cho thấy 71% người dân nước này ủng hộ việc tái khai triển vũ khí hạt nhân ở nước họ. Các nước Đông Nam Á khác tranh cãi nhiều hơn về AUKUS. Ông Grossman lưu ý rằng Bất chấp hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông và các nơi khác, hầu hết các quốc gia đều cố gắng tránh tham gia vào cuộc cạnh tranh quyền lực lớn bằng cách không ủng hộ cũng như không lên án hiệp định. Trong khi không bình luận công khai về liên minh quân sự ba bên AUKUS, Ấn Độ đã bỏ phiếu vào năm 2022 chống lại các nỗ lực của chính phủ Trung Quốc và Nga nhằm phá hoại thỏa thuận AUKUS tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. New Zealand ở châu Đại Dương gần đây cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với AUKUS. Theo phân tích của chuyên gia quốc phòng cấp cao Grossman, sự chuyển đổi của New Zealand cho thấy quốc gia này đã nhận ra nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ hơn nữa các quốc đảo Thái Bình Dương để cung cấp các giải pháp thay thế nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu vực. Canada theo đuổi AUKUS, thêm nhiều nước muốn tham gia. Cả Canada và New Zealand đều là thành viên của Liên minh Five Eyes, một nhóm chia sẻ thông tin tình báo được thành lập bởi Úc, Canada, vương quốc Anh, Hoa Kỳ và New Zealand khi bắt đầu thành lập AUKUS, Canada đã không chú ý đến mục đích dân đe của liên minh này ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và càng bỏ qua sự liên quan của hiệp ước đối với Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vào thời điểm đó rằng đây là một thỏa thuận về tàu ngầm hạt nhân mà Canada hiện không hoặc trong tương lai gần sẽ không liên quan. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand tuyên bố rằng Canada hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn với ba nước đồng minh AUKUS trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Tờ Globe and Mail của Canada gần đây đã đưa tin rằng Canada đang cố gắng tham gia AUKUS vì lo ngại rằng nếu không tham gia, Ottawa có thể bị loại khỏi việc chia sẻ công nghệ và thông tin tình báo có giá trị. Bài báo cho biết, trong những tháng kể từ khi AUKUS được thành lập, một số nhóm làm việc đã được thành lập để đối phó với các công nghệ mới nổi và đột phá Phó giáo sư Thomas Gino tại trường quan hệ quốc tế và công cộng của Đại học Ottawa cho biết việc tham gia lực lượng đặc nhiệm là hoàn toàn vì lợi của Canada. Ông nói, chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh Five Eyes của mình và trên thực tế, chúng tôi vẫn quan tâm đến việc hợp tác hơn nữa với các đồng minh của mình về trí tuệ nhân tạo và những đổi mới khác. Tờ Club and Mail cũng tiết lộ rằng Canada phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để gia nhập AUKUS vì các quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đưa ra lý do để tham gia tổ chức. Chuyên gia quốc phòng cấp cao Rossman chỉ ra rằng, chừng nào hầu hết các quốc gia còn ủng hộ Liên minh quân sự AUKUS, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải lo lắng nhiều hơn về ảnh hưởng địa chiến lược và quân sự của chính mình. Chừng nào, AUKUS còn tiếp tục giảm bớt những lo ngại về sự phổ biến vũ khí hạt nhân, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ coi Liên minh dân đe quân sự này là một phương tiện hợp pháp để chống lại các hoạt động quân sự quá mức của quân đội Trung Quốc thưa quý vị mục toàn cảnh quốc tế của dkn đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo